Và kể đến chúng con xin chuyển đến cho máy của thầy Thích Hạnh Phú, và xin máy Diệu Ngọc Mai Châu Hòa Bình chuẩn bị âm thanh của mình ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật, xin ban tổ chức chuyển đến cho máy của thầy Thích Hạnh Phú ạ. A Di Đà Phật. Dạ. À. Nam mô A Di Đà Phật. À, thành phố có câu hỏi hỏi dùm cho một vị đồng tu nữ ạ. À. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Năm nay con 59 tuổi, con có ba cô con gái, hai cháu lớn có gia đình, còn bé Út chưa lập gia đình, chồng con mất năm 2009. Khi đó con chưa biết Phật pháp, pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Năm 2004 con đi chùa Thầy Giác Nhàn, gặp được bạn đồng tu giới thiệu cho con vô đạo tràng niệm Phật tại thành phố Hồ Chí Minh. Con đi hộ niệm thấy họ vãng sanh, con mừng quá, hàng ngày con chỉ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng từ năm 2014 đến nay, năm nào con cũng gặp nạn. Khi thì họ đụng xe con, khi thì con tự té. Những lúc đó con chỉ biết chắp tay niệm A Di Đà Phật. Có mấy người đỡ con dậy, con vẫn cứ niệm Phật. Họ bảo con tại sao không cảm ơn họ mà cứ lo niệm Phật. Nhưng trong lòng con rất hoan hỷ. 2 năm nay vì Covid nên con tu ở nhà. Con thường vô Zoom thế giới hộ niệm với lão cư sĩ Diệu Âm. Con bị nạn nhiều khi con phải tắm và gọi cho con không muốn các con phải cực hình cực khi mà gọi đầu cho con, vì thế con có ý muốn xuống tóc. Con làm như vậy có bất kính với các tăng ni không ạ? À, con xin lão cư sĩ Âm cho con lời khuyên. A Di Đà Di Phật. Đà Mình tu thì cái nghiệp nó rớt ra thì mình liễn luôn đi, để chừng mình vãng sanh cho thảnh thơi nhẹ nhàng. Trước khi mình biết tu là từ năm 2009 đó, rồi từ 2014, thì trước 2014 đó mình không tu mình làm gì đấy? Xin thưa thật với chư vị, khi trở về trên Tây Phương Cực Lạc rồi, mình mới ngỡ ngàng ra là từ trong vô lượng kiếp mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Các vị A-la-hán khi mà thành đạo rồi, thành thánh quả A-la-hán rồi, mới định tâm lại nhập vào định, thấy được 500 kiếp về trước, các ngài nhìn những cảnh mà xuống như địa ngục để chịu tội hành hình, các ngài sợ quá đến nỗi mà toát mồ hôi ra, trong mồ hôi đó tươi như máu, tức là gọi là mồ hôi máu. Chư vị biết, nếu chư vị trở về Tây Phương rồi thì quán chiếu trong vô lượng kiếp ta thấy mình tạo nghiệp rồi, thì chư vị nghĩ rằng là mình kinh hoàng biết bao nhiêu. Nếu mình không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì bao giờ mình trả chết cái oán nghiệp này đấy. Chính vì thế nếu chư vị niệm Phật mà bị trở ngại này, trở ngại chút, đáng lẽ nếu thực sự chư vị muốn vãng sanh thì một lần mà gặp nạn như vậy mình cảm ơn, một lần mà có một con bệnh tới mình cảm ơn, một lần có một cái gì khổ nạn đến mình cảm ơn. Rõ ràng là mình cảm ơn vì chính những cái này nó gỡ nặng cho mình. Và chính những cái cơ hội này có thể mình vãng sanh như vậy thì mình vãng sanh sớm để mà sớm thoát tất cả những ách nạn này. Người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhìn thấy những ách đạn của trần gian này, những khổ đau, những bệnh hoạn, những tai nạn chỉ là những cái dịp mà mình còn trí ơn. Tại vì chính đây là ơn nghĩa của mình, vừa nhắc nhở cho mình đời này khổ nạn, vừa nhắc nhở cho mình nghiệp mình quá lớn, vừa nhắc nhở cho mình nàng tay của mình vẫn còn tràn trề đó, chứ phải niệm Phật vài năm là hết nghiệp đâu nhé. Vậy thì một lần mà bị nạn là một lần mình xin cảm ơn, một lần bị trở ngại là xin cảm ơn, biến phiền não thành tâm cảm ơn.
biến khổ nạn thành niềm an lạc. Rõ ràng tu là chuyển nghiệp, chuyển nghiệp ngay từ bây giờ. Khi trở về Tây Phương Cực Lạc thì hoàn toàn chuyển nghiệp khổ nạn thành nghiệp cực lạc. Hiểu không chứ vậy? Còn ở tại đây thì còn chịu khổ. Ta mau mau chuyển những cảnh khổ này thành cảnh an vui để tiếp tục niệm Phật. Khi về tử Tây Phương rồi thì tự nhiên ta hoàn toàn ở trong cảnh an lạc, ta hoàn toàn xa lìa cảnh khổ. Rõ ràng như vậy thì nếu chư vị thực sự biết tu thì cứ tiếp tục niệm Phật, thành tâm niệm Phật. Một tai nạn đến cảm ơn, nhớ cho kỹ nhé. Trong Bảo Vương Tam Muội chư vị lật ra đọc đi. Phật nói: nghĩ đến cái thân mạng này không cầu cho hết bệnh, nghĩ đến thế gian này không cầu cho hết nạn. Rõ ràng Ngài nói là nhắc nhở cho chúng ta còn ở đây là còn bị nạn, còn cái thân xác này là còn nghiệp khổ. Vậy hãy lấy nghiệp khổ làm thuốc thần đi, lấy tai nạn thành phương tiện giải thoát đi, chư vị sẽ đi thẳng về Tây Phương Cực Được lắm. Hãy trả lời tất cả mọi thứ bằng câu A-di-đà Phật, cầu cảnh Tây Phương Cực Lạc. Còn những người tới cứu mình nói tại sao không cảm ơn thì mình chấp tay lại: xin cảm ơn chư vị rồi niệm Phật hồi hướng công đức cho họ, có gì đâu, phải không? Nhớ nhé, quyết lòng quyết dạ lên một câu A-di-đà Phật giúp cho chư vị hoàn mãn tâm nguyện giải thoát đấy. A-di-đà-phật. Dạ, Nam Mô A-di-đà-phật. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của Thầy Thích Hạnh Phú và Lão Cư Sĩ Diệu Âm. Và kế đến, chúng con xin chuyển đến cho Mai Diệu Ngọc, Mai Châu Hòa Bình, và xin bác Viên Thiền chuẩn bị âm thanh của mình. Dạ, Nam Mô A-di-đà-phật. À, nãy quên, hình như có một câu nữa đó là luôn là mình xuống tóc. Mình muốn xuống tóc cho nói thì cứ xuống đi, không sao hết. Thí dụ như Diệu Âm nè, coi nè, có gì đâu, mình tóc mình muốn cạo thì lấy gì la mà cạo, chứ có tăng ni nào mà bắt mình không cạo tóc đâu. Mà bây giờ đời này cái cạo tóc này là một cái mốt đấy, cái mốt mới đấy, có sao đâu. Mình cạo tóc chứng tỏ mình không còn làm đẹp nữa, mình không còn trái chút nữa, tức là mình có một cái cơ hội để buông xả, không có sao đâu nhé. À Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Chúng con xin hoan hỷ cảm niệm công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm.